Xin chào các bạn. Nói thật chứ bây giờ trong những buổi tiệc liên hoan hay là họp mặt á mà không có những chiếc loa kéo như thế này để mở nhạc hay là hát karaoke thì sẽ buồn lắm đấy. Chính vì vậy trong những dịp cuối năm á, khách hàng hay lựa chọn những chiếc loa karaoke. Nếu như các bạn đang phân vân chưa chọn được một chiếc loa nào ưng ý thì hãy cùng tham khảo mẫu loa kéo karaoke Mobile K1501 này xem sao các bạn nha. Để hiểu hơn về sản phẩm, chúng ta sẽ cùng theo dõi video clip. Nào, bây giờ cùng bắt đầu nha. Về phần ngoại hình thì chiếc loa này được thiết kế dạng hình khối chắc chắn và gọn gàng. Toàn loa được phủ màu đen nhìn mạnh mẽ. Điểm mình thích nhất trên chiếc loa này là các đường nét góc cạnh trên loa. Đặc biệt là hai bên cạnh loa có những đường khoét tạo nên nét khỏe khoắn và cá tính hơn cho sản phẩm. Chiếc loa này được thiết kế rất linh động các bạn nha. Nó được trang bị 4 bánh xe ở phía dưới phần đế. Khi kết hợp với cần kéo phía sau nên muốn di chuyển loa, chỉ cần đẩy nhẹ loa hoặc kéo đi rất dễ dàng. Muốn cố định loa lại một chỗ để chắc chắn hơn thì khóa cần gạt bánh xe lại. Hai bên thân loa cũng có hai tay cầm để những lúc bưng bê loa lên xuống hay bưng loa đi nơi khác cũng thuận tiện hơn. Cũng như mẫu K1507 thì phần bảng điều khiển của chiếc loa này được đặt phía bên tay phải. Trung Nghĩa thấy đối với những mẫu loa khác thì phần bảng điều khiển được đặt ở phía sau, nhưng mà Mobile đã thiết kế phần bảng điều khiển bên tay phải. Điều này giúp cho chúng ta thuận tiện trong việc thao tác và điều chỉnh. Đa số chúng ta thuận tay phải nên muốn điều chỉnh loa chỉ cần xoay nhẹ loa một tí là có thể thao tác rất nhanh. Phần bảng điều khiển thì được chú thích rất rõ ràng bằng tiếng Việt nên những ai không quá rành về thiết bị điện tử vẫn có thể điều chỉnh dễ dàng. Ba nút trên cùng dùng để điều chỉnh âm thanh và âm lượng cho nguồn nhạc. Các nút bên dưới là dùng để điều chỉnh âm thanh cho micro. Chiếc loa này được hỗ trợ khá nhiều kết nối để phát nhạc. Chúng ta có thể phát nhạc qua USB nè, thẻ nhớ hay là cổng bông sen. Và tất nhiên là chiếc loa này cũng không thể thiếu tính năng kết nối không dây qua Bluetooth. Với chức năng này, chúng ta có thể phát nhạc hay hát karaoke qua điện thoại hay máy tính bảng rất tiện lợi. Sẵn đây thì Nghĩa sẽ mở một đoạn nhạc để chúng ta cùng nghe xem chất âm của chiếc loa này như thế nào các bạn nha. Nhìn chiếc loa nhỏ như thế này thôi mà chất âm của chiếc loa này rất là hay các bạn nha. Loa được thiết kế với hai đường tiếng gồm một loa bass 38 cm và một loa jack cho ra chất âm nghe rất hài hòa và bắt tai. Âm thanh nghe trong trẻo, rõ ràng, tiếng bass nghe ấm, chắc tai và tròn âm. Cùng với đó là công suất 800W thì loa cho ra nguồn âm rất mạnh mẽ và sôi động. Đó là về phần nghe nhạc, còn hát karaoke thì sao? Chúng ta cùng thử luôn nha. Khi mà các bạn mua chiếc loa này thì sẽ được hãng tặng kèm một cặp micro không dây được để trong chiếc hộp kỹ càng và lịch sự như thế này. Nếu bạn muốn hát nhiều người cùng một lúc thì có thể thêm hai micro có dây ở jack 6.5mm chỗ bảng điều khiển của loa. Loa cũng có jack 6.5mm cho đàn guitar nữa. Và bây giờ thì Nghĩa sẽ chọn một bài hát karaoke trên điện thoại để cùng hát thử cho các bạn cùng nghe nha. Mùa xuân khát khao lòng người, màn đêm bao nhiều niềm vui. Mùa xuân năm tay trẻ thơ, tô vẽ thêm bao sắc màu. Đồng xanh đất nâu mùa vàng, chim hót vang trên cành tre. Vườn xinh thắm tươi sắc hoa, xuân thức tha trong tia nắng ngời. Khi mà hát karaoke với chiếc loa này thì Nghĩa thấy là chất âm phát ra khá hay các bạn nha. Nhờ có hai đường tiếng nên loa cho ra tiếng của giọng hát và nhạc nền có sự hòa quyện tốt. Giọng hát và nhạc hài hòa, nghe rất trong và bắt tai, giúp giọng hát khi hát karaoke nghe hay hơn rất nhiều. Để nhạc phát ra hay nhất và hát karaoke hay hơn thì các bạn có thể điều chỉnh theo gợi ý sau. Về phần nhạc, bạn có thể để âm bass và chép ở mức từ 60% đến 70% hoặc chép cao hơn một tí khi nghe nhạc trẻ. Còn để micro truyền tải được giọng chân thật, bạn chỉnh theo như sau. Tần số bass để mức 30%, chép để mức 60%, delay để 60%, echo là 60%.
Đối với dòng trầm, bạn nên giảm bass và tăng chép. Dòng bổng thì bạn làm ngược lại, sau đó chỉnh lại echo và delay đến khi nào bạn nghe vừa tai và hay nhất theo cảm nhận của bạn. Còn để kết nối micro với loa thì các bạn thực hiện theo thao tác sau. Bước 1, tắt nguồn loa nếu loa đang mở. Bước 2, tháo nắp pin micro, gắn pin 2A và ấn nút nguồn để mở micro lên. Bước 3, bạn nhấn nút reset micro 3 lần liên tục. Màn hình hiển thị sẽ xuất hiện chữ ID. Bước 4, nhấn giữ nút reset micro. Bước 5, bạn mở nguồn loa, đợi vài giây rồi ngừng giữ nút reset micro. Thanh sóng trên tín hiệu trên màn hình hiển thị ngừng nhấp nháy, tức là loa đã kết nối với micro thành công. Chiếc loa này có bình ắc quy phía bên trong, điều này sẽ rất thuận tiện cho chúng ta sử dụng trong những bữa tiệc, liên hoan ngoài trời hay là đi du lịch dã ngoại. Khi sạc đầy bình ắc quy, chúng ta có thể dùng từ 4 đến 6 tiếng, để sạc đầy lại thì sạc khoảng từ 8 đến 10 tiếng. Ngoài ra, chúng ta có thể chuyển công tắc qua chế độ vừa cắm điện vừa dùng để cuộc vui được liên tục, không sợ bị gián đoạn do bình ắc quy hết điện. Thêm một ưu điểm nữa là chiếc loa này được trang bị thêm một chiếc remote. Chiếc remote này được tích hợp khá nhiều phím chức năng nên chúng ta có thể điều chỉnh rất nhiều thao tác trên này mà không cần đến gần bảng điều khiển. Loa kéo karaoke Mobile K1501-800W. Thiết kế chắc chắn, gọn gàng, cá tính. Loa 2 đường tiếng với một loa bass 3,8 tấc, đường kính 38cm. Một loa chép tổng công suất 800W, cho âm thanh mạnh mẽ, sống động. Hỗ trợ nhiều kết nối thông dụng hiện nay như Bluetooth, USB, thẻ nhớ, jack bông sen, v.v. Tặng kèm remote điều khiển từ xa tiện dụng. Đi kèm hai micro không dây giúp hát karaoke thêm phần sôi động. Với một chiếc loa nhỏ gọn như thế này nhưng chắc chắn sẽ làm cho những bữa tiệc gia đình, những buổi họp mặt bạn bè, công ty hay là những chuyến đi du lịch dã ngoại sẽ trở nên sôi động hơn rất nhiều. Nếu như các bạn thích sản phẩm này, hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập vào trang web điệnmayxanh.com để đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đặc biệt, khi mua sản phẩm tại Điện Máy Xanh còn nhận được rất nhiều ưu đãi, hỗ trợ trả góp, lỗi là đổi mới trong một tháng tại hơn 2.000 siêu thị trên toàn quốc. Đổi trả và bảo hành cực dễ, chỉ cần số điện thoại. Bảo hành chính hãng thân máy 1 năm. Bảo hành phụ kiện 1 tháng cho micro và remote. Bảo hành bình ắc quy 6 tháng. Đối với loa mua trước ngày 1 tháng 7 năm 2019, bảo hành 3 tháng.